Hello, xin chào quý các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City. Hiện tại bây giờ Phúc đang đứng ở trước hội chợ Hoa Xuân, công viên B5. Đây là cái cổng phụ đi vào bên trong công viên này quý vị ơi. Thì hôm nay là thứ tư, ngày 18 tháng 1 năm 2023. Nó rơi vào 27 Tết âm lịch năm Quý Mão quý vị nha. Chiều ngày hôm nay, bây giờ đang là gần 3 giờ chiều, nắng rất là cao luôn. Thì Phú đến hội chợ Hoa Xuân tại công viên B5, cập nhật tình hình chợ hoa ở đây để chia sẻ với quý vị. Quý vị xa nhà, xa quê hương xem video cho đỡ nhớ nha. Thì cái lý do mà Phú chạy như thế này ấy, là để Phú quay cái ngoài vành đai này trước cho quý vị xem. Chứ còn ngay chỗ này là có đường đi vô nè, nhưng mà Phú sẽ đi cái đường chung quanh vành đai này trước cho quý vị xem này, hoa rất là nhiều. Đó, đây là cái gian hoa cúc này quý vị ơi. Từ ở bên ngoài mặt đường á, đây là đường Nguyễn Ái Quốc này quý vị. Đường Nguyễn Ái Quốc và nó giao nhau với đường Dương Tử Giang là công viên B5. Đó, ngay chỗ này là vạn thọ đây nè quý vị. Thọ rất là đẹp. Thọ vàng, thọ cam ở khu này rất là đẹp quý vị. Thực sự là hôm bữa khi mà Phú đi quay quý vị xem á, là công viên B5 người ta chưa có về hoa hết. Đến ngày hôm nay là coi như là đầy đủ hết rồi quý vị. Đầy đủ mà còn rất là nhiều luôn. Thế vậy nhìn này, hoa này. Đó, thực sự thì bây giờ đi quay hoa quý vị xem để quý vị ngắm hoa thôi, chứ còn cũng không biết nói gì hơn. Bởi vì nơi đâu cũng là hoa, hoa rất là nhiều. Và thậm chí Phú thấy là càng ngày ấy, cái người bán hoa còn nhiều hơn là cái người đi mua hoa nữa quý vị. Đó. Cho nên là cũng không biết là với số lượng hoa lớn thế này thì tiêu thụ làm sao cho hết được. Rất là nhiều người bán hoa quý vị. Hồi trước thì chỉ có ít người bán hoa, còn nhiều người đi mua. Bây giờ thì nhiều người bán hoa hơn là người đi mua nữa quý vị ơi. Đây là công viên B5. Thì công viên B5 này năm nay người ta tổ chức hội chợ Hoa Xuân ở đây, cũng như là những cái tiết mục mừng xuân ở đây. À, hoa thì đến 29 là phải giải tán hết rồi. Còn những cái chương trình vui xuân thì kéo dài đến mùng 5 Tết luôn vậy nha. Đây, thọ này, thọ cam, thọ vàng. Rồi hai giấy, sung, bonsai, giấy, sẽ đẹp luôn. Đoàn. Giấy đỏ, giấy vàng, đủ loại hết, rất là đẹp. Cúc này quý vị ơi, cúc này thì cũng thấy là nó chỉ búp búp nhỏ trên này thôi, chứ nó không có nở to. Chắc là cái loại cúc này là loại cúc khác. Rất là nhiều quý vị ha. Đấy, đây là công viên B5 đấy quý vị. Thấy hoa nhiều không? Hoa nhìn rất là ngợp luôn á. Cúc nè, quất nè, thọ rồi giấy. Họ rồi giấy nè. Giấy quá trời luôn. Giấy ghép rất đẹp. Đây là mai quý vị. Đây là vườn mai này. Đấy, quý vị nhìn những cái chậu mai này đẹp không? Đấy, những cái chậu mai này rất là đẹp. Mai hôm nay là lấm tấm nở hoa. Lâm tấm nở hoa rồi quý vị nha, tại vì sát Tết rồi mà, càng ngày càng gần Tết rồi nên nở hoa là chuyện bình thường thôi. Đấy, nhìn này. Đấy, những cái chậu mai nhỏ nhỏ này. Đấy, quý vị thấy mai nụ đá không? Đấy, rất là nhiều nụ luôn quý vị. Phải nói quý vị là cũng không biết nói gì luôn ấy, tại vì nhiều quá. Đi đến đây là cũng như mình nói là bị lạc trong một rừng hoa, rất là nhiều hoa. Mà cũng là những cái loại hoa đó, nhưng mà rất là nhiều người bán. Đây, Phú đi chung quanh cái vành đai này, rồi Phú đi vòng lên cái cổng chính, đi vào bên trong công viên quay cho quý vị xem. Quý vị thấy hoa không? Đấy, đây là cúc mâm xôi này quý vị. Đấy, cúc mâm xôi quá trời luôn.
Các loại cúc mâm xôi này là hoa nó chưa có nở nhiều, nó là cúc cúc hơn này, mấy cái nụ á. Đấy, cái hoa này, ồ cái hoa này hôm nay lạ quá vậy. À, năm nay có hoa này nhìn lạ quá. Cũng là một cái loại cúc, nhưng mà không biết cúc này cúc gì nữa. Đấy, rồi đây những cái chậu cúc nhỏ nhỏ này này. À, những cái chậu cúc nhỏ nhỏ này thường thường thì Phú không biết là giá ở bên năm này bán sao, nhưng mà Phú có hỏi thăm ở ngoài đường người ta bán ấy, thì những cái chậu này nó chỉ tầm tầm khoảng cỡ 300-350 thôi quý vị ơi, 300-350 một cặp thôi. Đấy, chứ cũng không có cao lắm đâu. À, nên sát ngày thì có lẽ là giá nó còn hạ nhiệt nữa. Thì bây giờ Phú thấy là đa số mọi người đi xem chơi cho vui thôi, còn những người đi mua ít lắm quý vị. À, phải xét xét ngày á, đặc biệt là vào cái đêm đêm 29, à, đêm 28, đêm 29, à, xong bắt đầu là sáng 30, à, người ta đi mua hoa sổ đó quý vị nha, nó rẻ. À, quý vị thấy khuôn viên của bên B5 nè, à, còn bên này là cái đường Dương Tử Giang nha quý vị. À, Phú đang chạy ở cái đường ven ở đây, đi xuống cái cổng chính, à, chợ Hoa Xuân, sạp số 29. À, người ta chạy tắt ngang như luôn, nhưng mà Phú không có chạy như vậy. Phú chạy đây để quay toàn cảnh quý vị xem, à, cái khu vực, à, công viên B5. Đây quý vị, đây là khu vực, à, công viên B5 này. Đây là cái cổng chào của, à, công viên B5. Ngày hôm qua thì người ta vừa mới, à, khai mạc xong, à, làm cái cổng chào, à, cái hình giống như đầu con mèo quý vị. Ở đây thì có làm cái đầu lân này giống như là đầu lân robot. Đầu lân robot này cắm điện vào cho nó tự nhảy thôi, chứ không phải là người nhảy nha quý vị. Tự nhảy luôn. Tối đến là tự nhảy luôn. Đấy. Cổng công viên B5. À, cứ chạy vào luôn nhé. Đây quý vị. Đây là cái đường chính đi vào này. Quý vị thấy là người ta có trang trí là cái khu vực chỗ này, kéo những cái sợi dây đèn lồng màu đỏ này. Cái này là để bữa nào là chơi Tết luôn nha quý vị. À, những cái chậu mai tuyển, à, ta xếp hàng dọc đây rồi để trưng Tết luôn. Bên phía bên này là Phú nghĩ chắc là phố ông đồ. À, phố ông đồ này thì có gì bữa nào đến ngày chính thì Phú sẽ đến đây cập nhật quý vị xem. Bây giờ chúng ta tiếp tục xem hoa quý vị nha. Đây là đào quý vị. Những cái gốc đào rất là lớn. À, những cái gốc đào rất là lớn luôn. Và hoa nở quá trời luôn rồi quý vị. À, đào rất là nhiều. Nở hoa quá trời luôn quý vị. Đẹp quá trời đẹp luôn này. Đẹp quá xá đẹp luôn. À, Phú không biết là mọi người chơi đào thế nào, nhưng mà Phú đang nghĩ là không biết là cái cây đào này khi mà chúng ta mang về nhà thì nó có tươi giống như là cây mai hay không. Đào quá trời luôn quý vị. Gốc đào lớn rất đẹp. À, đào vậy ha. Đào gốc to quá trời luôn. Màu gà và cái này là thực dược thì phải. Đấy, cái này giống như là thực dược này, thực dược dưới miền Tây. Đấy. Rồi thọ cam, cúc đại đoá, cúc cao này chắc là cúc của Phú Yên rồi, Phú Yên Bình Định. Cúc đại đoá của Phú Yên Bình Định lúc nào nó cũng có dáng cao rất là đẹp. Này là cúc mâm xôi. À, mâm xôi cao mai chợ Hoa Xuân sạp số 29 này. À, cái cúc mà thấp thấp bên này thì cũng có nghe một số tiểu thương người ta chia sẻ này, cúc này là cúc đến từ Vũng Tàu quý vị. À, nó lùn lùn như này thôi, nó không có cao, cái dáng nó không có cao. Chậu to mà dáng không có cao. Đấy, mai này. À,
mài quá trời mài luôn. Gốc mài quá trời. Quất. Quất đây bán được nhiều rồi nè. Còn vài chậu. Cúc. Dạ chào anh. Cúc mâm xôi nè. Cúc mâm xôi rất là nhiều ha. À, quý vị nhìn nè. Đây nở cũng nhiều rồi đó. Bên này là thọ quý vị. Những cái chậu thọ như này thì cô nghĩ thì giá nó sẽ mềm hơn là những cái thọ loại kia. Đấy. Quá trời luôn. Đây là những cái loại hoa mà thấp thấp. Tạm gọi là những cái loại hoa thấp thấp. Quý vị thấy không? Đi vào trong này là cũng nói là ngộp hoa luôn. Không biết là nên lựa hoa ở đâu luôn quý vị ơi. Rất là nhiều hoa này quý vị nhìn này. Đó. Cái đó là nãy ở ngoài Phú đi ngoài ven đường là Phú quay quý vị xem mà. Giờ đi vô đây quay cái mặt này quý vị coi. Đấy, quý vị nhìn này. Ôi chà chà. Đi trong vườn hoa. À, Phú đang nghĩ là nếu mà ví dụ mà số lượng hoa này ấy, mà đến ngày Tết mà ở cái công viên B5 này mà có được cái số lượng hoa này để mà phủ kín hết cái khuôn viên của công viên thì chắc là đẹp lắm quý vị. Đấy, đây nhìn này. Ôi ôi, hoa ơi là hoa. Không biết quay chỗ nào cho quý vị xem luôn ấy. Nó cứ chung quanh này, nó chi chít luôn. Giấy này quý vị. À, giấy các loại, những cái chậu nhỏ nhỏ hay này. Có một điều là Phú đang nghĩ à, người ta không chịu để cái bảng giá quý vị. Đấy, đỡ hỏi, đỡ ngại. Đấy, những cái chậu này nó bằng nhau hết này, thì chúng ta để cái bảng giá luôn, người ta vào ta nhìn thấy là ta mua luôn. Đấy, ví dụ như muốn trả giá thì chúng ta có thể để lại cái chữ là còn thương lượng. Đấy, cũng nghĩ là thế thì người ta đã phải hỏi đã ngại. Chứ nhiều khi cũng nghĩ nhiều khi mà đang bán ế quá mà ai vô hỏi mà không chịu mua thì cũng nói nhiều khi còn bực mình nữa, cũng ngại lắm. Nên là để cái giá nó cũng dễ quý vị ha. Giấy này rất là nhiều. Giấy nhiều lắm. Bên này là thọ, giấy luôn. Cúc nữa. Đây, vòng vòng đây quay vậy coi. Rất là nhiều vậy ha. Đó. Bên này là cúc. Cúc quá trời luôn luôn. Chỗ này phải nói là rừng cúc luôn. À, là rừng cúc luôn quý vị. Một rừng cúc ở đây. Còn ở bên này là vừa rừng cúc vừa rừng thọ. À, thọ cam, thọ vàng. Còn ở đây là các cái gian hàng, những cái túp lều chăn người ta làm để Tết chơi những trò chơi dân gian, rồi ẩm thực quý vị. Đủ thứ ở đây. Ồ, hướng dương. Wow, hôm nay đi vào đây mới thấy hướng dương này quý vị. Đó, tưởng hướng dương năm nay tuyệt chủng luôn rồi. Hướng dương quý vị, những cái chậu nhỏ nhỏ này. Nhỏ một bông mà nhìn khá đẹp. Mai. Buổi chiều này tôi thấy là có vẻ ít người đi mua hơn. Mai. À xem nào. Tò he. Giấy, để thấy giấy này, ngoài giấy nó nở ác chiến không? À,
giấy nó ác chiến luôn vậy. Tôi sẽ quay luôn cái khuôn viên bên trong công viên B5 cho quý vị thấy. Người ta trang trí để chuẩn bị Tết. Mai. Nói thật với quý vị là hiện tại bây giờ vào cái lúc 3 giờ chiều. Cũng không biết là buổi tối như thế nào, nhưng mà bây giờ là 3 giờ chiều thì cũng thấy là người bán còn nhiều hơn người mua. Nhìn nè, mai quá trời luôn. Đây là các cái gian hàng người ta đang bán nè, kem, sinh tố, đồ ăn, đồ uống phục vụ trong mùa Tết. Quý vị nhìn là những cái chậu thọ rất là đẹp quý vị. Thọ còn để trong bọc luôn nha. Tưới hoa, tưới nước lên nó tươi, nó đẹp lắm. Quý vị nhìn những cái chậu thọ mà cái bông của nó giống như cái lòng trứng gà này nè. Thì cái giá của nó sẽ hơi cao một tí nhưng mà nó đẹp quý vị ha. Đấy, quý vị nhìn này, mai nó nở hết rồi. Mai nó nở hết rồi, những cái chậu mai này quý vị nhìn đẹp lắm. Cái chậu mai rất là đẹp, nở hoa hết rồi. Đấy, chậu mai nhỏ nhỏ này. Kê ghế nhựa lên mà bán mai cúc. Bên này là các cái gian hàng ăn uống với các cái gian hàng ăn uống này. Và những cái đồ ăn lặt vặt, nước mía, chè. Và đi thẳng vào đây chính là cái khu trung tâm của công viên B5. Đấy, người ta có làm sân khấu, chắc chắn là sẽ có chương trình văn nghệ và đặc biệt là các tiết mục múa lân. Bởi vì thấy là người ta đã để những cái dàn giáo gọi là mai hoa thung đó, cho đàn lân người ta múa. Bên phía bên này là có làm những cái tiểu cảnh thế này. Đấy, bồn hoa này, bồn hoa thế này, con mèo ha, 2023 con mèo chúc mừng năm mới vạn sự như ý. Con mèo 2023. Hai khu vực bên này là các gian hàng. Đấy, để trò chơi dân gian, rồi ẩm thực, rồi hội chợ. Thì Phú sẽ không có đi vào đây bởi vì người ta chưa có buôn bán gì cả. Sân khấu này. Đây, vòng qua bên này cho quý vị xem ha. Sân khấu đó. Bên phía bên này là cái tiểu cảnh những cái nón lá. Đấy, những cái nón lá chúc mừng năm mới. Thì nói thật với quý vị là năm nay người ta gói gọn lại ở bên trong cái công viên B5 này thì nó cũng ít hơn rất nhiều so với đường Hoa Nguyễn Văn Trị hàng năm người ta làm. Rất là ít quý vị. Nó gói gọn trong này nó bé tí à, chứ nó không có gì nhiều hết. Còn cái đường Hoa Nguyễn Văn Trị là chúng ta sẽ đi xuyên suốt cái đường hoa rất là nhiều, dài cả 600-700 mét. Ở chỗ này là có làm cái tiểu cảnh là giống như kiểu là cây nêu quý vị, cây nêu ngày Tết này. Chuối héo hết luôn rồi. Làm bục nước ở giữa này. Rồi cây tre. Cây tre treo những cái đèn lồng để làm cây nêu ngày Tết đây. Đúng phong tục Việt Nam ha. Rồi phía bên này là gì? Phía bên này là túp lều chăn, hai quả tim vàng.
xe bò chở hoa. Đấy, những cái tiểu cảnh như này nó cũng rất là hay. Ruộng lúa, túp lều chăn, túp lều chăn này bữa nào Tết là các chị các em vào đây chụp hình vài phát là tè le ngay, tan tành hết. Thấy phải không? Lúa, thuyền chở lúa, cái quang cảnh rất là đẹp. Mùa xuân, thấy hoa là thấy mùa xuân quý vị ha, tươi rồi rói. Đây, đây là con đường chính này quý vị, con đường chính từ cổng chính đi vào này. Đấy, treo những cái đèn lồng đỏ thế này, tối mở đèn lên thì lung linh lắm. Đấy, đây có một cái tiểu thương đây tạm bán mâm xôi này. Đây là thấy có vẻ là bánh chanh, chanh thư pháp. Đấy, viết chữ thư pháp này, cái kiểu phố ông đồ các vị ha. Đấy, này chắc chắn là phố ông đồ rồi. Ông đồ vào đây chắc cũng phải đóng phí thôi. À, các vị nhìn thấy không, nhìn ra cổng là thấy ba con mèo đó, ba con mèo. Đây các vị ơi, cũng sẽ tiếp tục đi dạo vòng theo cái công viên nha. Mai rồi cúc, cúc là nhiều nhất vậy ha, cúc năm nào cũng vậy, rất nhiều. Rất là nhiều cúc vậy ha. À, đây tiểu thương này là bán được hai chậu ở đây, hai chậu lớn lớn này là cũng mừng rồi. Đấy, nói chung là có người mua là mừng rồi các vị ơi. Đấy, qua trời rồi, rất nhiều cúc. Năm nay có cái cúc mà ngũ sắc này này các vị, à, rất là đẹp, ghép nhiều cái cúc lại với nhau ấy, mà cúc nhỏ nhỏ là đẹp lắm. Bên phía bên này của công viên là người ta đang xây ở bên này nữa này, chưa xong đâu các vị. Tôi nghĩ chắc là nhà vệ sinh, à, nhà vệ sinh của công viên. Đấy, dạo vòng vòng công viên nhé các vị nhé, dạo vòng công viên xem cái khuôn viên của công viên như thế nào. Ở đây là còn một gian hàng bán cúc nữa đây. Gian hàng bán cúc rất là nhiều. Cúc rồi thọ rồi quý vị, thọ cam, thọ vàng, màu gà, mai. À, cũng may mắn là có những cái nhà vòm như kia quý vị ha. Đấy, nhà cũng kiểu nhà tròi á. À, các tiểu thương vào đó móc võng nằm nghỉ cũng đỡ, chứ không thôi thì nắng lắm quý vị, nắng oi bức mệt mỏi lắm. Đấy, cúc mâm xôi, mai, buổi tối thì nếu mà đến đây để chơi thì sẽ chạy xe vào đây gửi xe nha quý vị. Đấy, gửi xe vào đây này, nhưng mà thường thường là không có chỗ để gửi đâu, người ta đi sớm lắm, ta đi sớm và thường thường là hết chỗ không à, ta phải vứt xe ở ngoài thôi quý vị ơi. Bây giờ còn mới cho nên là mọi người đi chơi đi sớm lắm. Rồi, chúng ta chạy cái đường này đi vòng ra bên ngoài nha quý vị. Đấy, các cái gian hàng bán hàng ẩm thực, trò chơi dân gian vào những ngày Tết. Tôi sẽ chạy này ra ngoài luôn. Thì hôm nay là 27 Tết năm Quý Mão 2023. Tú
đưa quý vị và các bạn đi tham quan một vòng để xem tình hình chợ hoa ở công viên B5 hôm nay thế nào. Bây giờ Phú lại tiếp tục đến những nơi khác để cập nhật cho quý vị xem. Cái video này Phú xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo. Mình chúc quý vị các bạn được nhiều sức khỏe, được mọi sự bình an quý vị nhé.